Hình như là tôi đã gặp bạn này ở đâu đâu rồi, quen quen thì phải. Có gặp ở đâu không em? Dạ có, ở bệnh viện Từ Dũ à. Hả? Hay vậy? À nhớ rồi, bắt tài. Cố nhân. Và phải nói rằng là rất vui mừng khi mà được hội ngộ lại với chú rể ngày hôm nay. Và chúng tôi giống nhau trong một trường hợp đó là đưa vợ đi đẻ. Bây giờ trước tiên thì chắc lẽ là mời em và vợ hay giới thiệu một lần. Dạ, thì em tên là Thiện, thì em quê ở Cà Mau. Hiện giờ thì em đang là chủ một quán cà phê. Còn em? Em tên Thư, bây giờ em cũng về Cà Mau chung với lại kinh doanh quán cà phê. Em nhiêu tuổi rồi Thư? Dạ, em 25. 25, có con 6 tháng tính thời điểm này. Anh 35 cũng có con 6 tháng. em phải tính tuổi của em với Thiện chứ. Thiện đang nhiêu? Dạ em 29 anh. Anh lớn em có 6 tuổi chứ nhiêu. Rồi, hai em là quen nhau ở đâu? Dạ ở thành phố anh. Có nghĩa là đi học mà. Dạ đi học rồi gặp nhau. Gặp nhau thì người nào có ấn tượng với người kia trước? Có lẽ là do là lúc đó thì em là lớp trưởng. Vô tình một lần em sắp xếp chỗ thôi. Cho các bạn trong lớp là chia nhóm đặng làm việc cho nó dễ á. Lớp đó là nhóm của bạn này lại không có bạn nam nào hết. Thì bạn này lại vô tình nói với em một câu là anh lớp trưởng cho em đứa con trai. Thì em lại chọc bạn này là muốn con trai vài năm nữa đi em. Em cười em đi thôi. Thì mấy bạn này thì mới chọc bạn này thì bạn này mới ghét em. Sao lại ghét? Chảnh vừa mập vừa xấu là ghét dữ lắm. Rồi cái chuyện mà em chinh phục cái cô gái này như thế nào? Thì vô tình là đi học lớp anh văn thì cô này ngồi trước em ngồi sau. Thì mới nói chuyện thì lúc đó là em mới hẹn cô này đi chơi. Ủa nhưng mà tại sao đồng ý? Lý do gì? Thì nói chuyện thấy cũng dễ thương cũng được. Rồi mới đồng ý đi chơi thì thử quen thử. Dạ. Rồi quen thử. Dễ thương luôn. Khoảng 9 tháng sau là em mới yêu thật sự. Khi mà các bạn yêu nhau á có lần nào chia tay không? Dạ có. Bắt nguồn từ nguyên nhân gì? Là anh này có người mới. Anh này sắp đi Singapore. Anh mới là quen cái người khác. Không biết làm sao á rồi đi Singapore 3 tháng rồi chia tay người đó quay lại với em. Ủa sao kỳ vậy? Thì cái nào nó quen thuộc với mình quá thì mình không có thể nào quên được. Bạn này thì lại làm một cái việc đó là điện. Lúc đó em với người kia dặn nhau chia tay. Thì người kia chủ động chia tay em trước. Thì lúc đó em buồn rồi em đi lang thang tùm lum chân. Bạn này lại sợ thì mới điện cho người kia năn nỉ quay lại với em. Thì lúc đó em lại suy nghĩ thôi. Thì sau đó em về đây gặp bạn này lại. Thì cái cảm giác lần đầu tiên gặp khi bạn này ra sân bay đón em á là ốm quá. Thì em cảm thấy xót nên rồi quyết định thì hai đứa quay lại luôn. Rồi đến bao lâu thì hai em mới quyết định đi tới hôn nhân? Khoảng 3 năm sau anh. Nhưng mà lúc mà em nghĩ sao mà em lại điện thoại cho cái người yêu mới của anh này á là thì quay lại với ảnh? Dạ cái đó là như thương vẫn còn tình cảm thì thôi cái lần này là cuối cùng để mình làm cái gì đó cho anh này. Rồi bây giờ anh hỏi Thiện nè. Dạ. Cái tật xấu nhất của vợ em là gì? Chỉ có nóng tính chọi đồ thôi. Nói chung thì là mền gối hoặc cái gì đó thì chọi cũng nhiều lắm. Nhưng mà chọi mấy cái đồ nặng nặng thì chọi vô tường luôn. Còn gì nữa? Với lại giận quá thì hay bọc tay em. Trời ơi, dữ gì hả? Bọc cái nào cũng lấy, có khi em bức xúc qua em ra ngoài luôn. Em khóc. Ngồi luôn. Khóc. Trời ơi, mà khóc. Dạ, ngồi khóc. Trời ơi, bọc tay. Em bọc thử cho anh coi thử cái cỡ nào. Dám Thiện, dám đưa cho bọc. Dạ, dám cho anh. Ta đưa mặt cái đống bọc. Trời ơi, đó là nhẹ đó anh. Rồi rồi, mỗi lần bị ăn bợp như vậy là em có bợp lại lần nào không? Dạ không anh. Từ nhưng mà từ trước tới giờ là em bị quýnh mấy lần? Dạ nhiều lắm anh. Có rồi, một tháng thì bèo ngày nào cũng ăn đòn. Thế hả? Ăn đòn chứ ngoài bợp tay ra còn dùng vũ lực gì nữa? Dạ suốt. Trời ơi, nói chung là đánh đủ hết. Cái đó là đánh yêu thôi, giỡn nhau thôi. Giờ tới vợ đó. Rồi sao thôi. Tật xấu thì quen nhau 7 năm là biết hết trơn. Chỉ có một cái là ham chơi lắm. Ham chơi cực kỳ luôn. Dạ mê đá banh. Mê bạn bè. Mê yêu cà phê. Một tuần là đá banh là 7 ngày luôn. Không lo cho con, không lo vợ luôn. Không có hỏi thăm một tiếng luôn. Lo là lo đội banh không. Bầu đội banh luôn. Chị cảm giác bạn này nè, là bạn cứ cười cười vậy đó. Rồi bạn nhẫn nhịn mà bạn để cho em bật tay. Rồi bạn tự bạn khóc thầm. Thì thường là đi đôi với cái tính cách này là cái dạng mà giống như hay giận cá chém thớt lắm nè. Bực nhỏ này mà không biết làm sao giờ. Có khi nào? Chàng qua cho người khác. Dạ đúng rồi. Em kể nghe câu chuyện nghe chơi coi. Ví dụ như giận nhau em mà em nói lý lẽ là không tiếp thu. Rồi xong rồi giận em. Rồi đi xuống quán là tìm đứa nào nhân viên. Trút xuống nhân viên. Nó làm đâu tự nhiên lại chửi nó vậy đó. Chị đó thì giận cá chém thớt mà. Sao tội nghiệp đứa nhân viên nó ghê. Trời, nó đi làm nó không còn ngày sao. Đó là nhân viên nha, chứ còn có khi nào mà giận cá chém tới người khác luôn không? Mẹ. Mẹ ai? Mẹ ảnh.
Thiệt không? Dạ. Mặt hiền gì mà vậy đâu, ví dụ đâu, chuyện em giận giận cá chém thớt kiểu đó như nào đâu, kể chị nghe coi. Thật sự thì lúc mà cưới xong á, em với mẹ thì làm chung ở cái quán á, thì đôi khi hai cái thế hệ nó khác nhau về cái cách quản lý nhân viên hay gì đó, thì em với mẹ hay cãi nhau. Thì những lúc cãi nhau á thì đôi khi em buồn thì em lại bỏ đi ra ngoài uống cà phê, thì hoặc là đi đá banh để cho quên đi những cái chuyện đó, thì đôi khi là không có quan tâm gia đình. Nhưng vậy mà đó là do lúc đang giận vợ phải không? Dạ đúng rồi. Mỗi lần mà giận lên thì chồng em là hay nói gì? Lúc mà anh này giận lên là em sợ luôn, tại vì em nhiêu xả hết, còn anh này thì để cái đó, để đó ghim, để đó đi rồi tính sao. Cười vậy thì ghê, cười vậy đó. Tại đôi khi về nhà thì lại bị stress, mà stress em không xả được với ai. Ủa sao kỳ vậy? Cái gì? Nói chung là stress về gia đình với mẹ em thôi. Bất đồng về quan điểm. Dạ đúng rồi. Từ lúc mà em học hết lớp 12 là em với mẹ em hầu như là không có nói chuyện với nhau. Tí nói được 3 câu là cãi nhau. Vậy là mình có ở chung với mẹ không hay là dạ, có? Ở chung với mẹ. Ồ. Bây giờ phải về nè, muốn mà để nó quá giải được cái chuyện này á, dạ, thì phải hiểu được cái căn nguyên giữa em và mẹ, tức là cái stress đó, cái mâu thuẫn đó. Tại vì chị nghĩ rằng nếu em stress thì mẹ em cũng sẽ stress y như vậy, đúng không? Dạ, tới nỗi là cha nói là mày chỉ có thể là mày ở một nơi, mẹ mày ở một nơi thôi. Chị xin lỗi là ví dụ như nếu mẹ xem chương trình này á, thì em có sợ mẹ buồn không? Em không có sợ chị, thật sự luôn. Chị nghĩ rằng á, thì là mình xác định với nhau luôn để làm sao mà vậy nè, mẹ em coi chương trình này, mẹ em sẽ hiểu được lý do tại sao mà hai mẹ con lại có thể mâu thuẫn nhau trong một thời gian quá dài như vậy, đúng không? Từ năm lớp 12 tới giờ là bao nhiêu năm rồi? Dạ, cũng lâu lắm rồi chị. Cha em á thì rất thoải mái về khoản là tiền bạc chi tiêu đó với em. Còn mẹ em á thì là lúc nào cũng khắt khe về em chuyện đó. Đó là vậy nên đôi khi em suy nghĩ giống hệt như là em con ghẻ vậy đó. Nhưng mà đôi khi á thì em cũng suy nghĩ lại là khi em có gặp chuyện á thì mẹ em là người đầu tiên đứng ra. Nhưng mà mẹ chỉ có như vậy với em hay với tất cả mọi người trong gia đình? Tất cả mọi người chị. Nhưng mà mẹ lý giải chuyện đó như thế nào? Từ đó tới giờ mẹ không có tin tưởng. Em làm một cái gì đó thì mẹ cũng lại nghĩ là em ăn chia với người ngoài. Đó là cái mà em thật sự em đôi khi em rất là bực, là em cãi nhau rồi đâm ra là em với vợ em có chuyện. Đó là vậy. Vậy thì cái chuyện mẹ chồng với nàng dâu thì thế nào? Mẹ thì thương em lắm. Anh Thiện mà đi ra ngoài chơi hoặc là làm gì cho mẹ buồn là bắt đầu mẹ mát em, là nói với em biết. Nói là chỉ có Thư mới trị đường Thiện thôi à. Em cảm thấy rằng á, cái mối quan hệ của mẹ với lại chồng em á, có cần phải thay đổi không? Cần chứ, nhiều khi em là cái người chính giữa. Để hàn gắn lại mẹ với lại anh Thiện. Nhiều khi em cứ nói đỡ cho mẹ, mẹ làm cực khổ. Từ nuôi nuôi anh Thiện từ nhỏ đến lớn. Thì phải thương. Mẹ nhiều khi là làm vất vả, nhiều khi hả 5 giờ sáng dậy làm cho tới 11 giờ khuya, không ngủ, không nghỉ ngơi. Thì em mới nói là anh kỳ quá, anh không phụ tối. Thì mẹ lủi thủi một mình đi khóa cửa, khóa cổng. Nhiều khi thấy sao mà không biết thương mẹ hết. Mẹ lớn tuổi chưa? Dạ khoảng 60. Nhưng mà em có nói điều này với riêng Thiện không? Ngày nào em có nói nhưng mà không nghe. Em cũng muốn là hàn gắn lại cái... Chị hiểu rồi, bây giờ con của tụi em là mấy rồi ta? 6 tháng rưỡi. 6 tháng. Dạ. Con trai hay con gái? Gái. Dạ, gái. Con gái. Mà bà nội với ông nội thương lắm, cưng lắm. Nói em thương nó không Thiện? Thương chị. Mến bà lắm. Có bao giờ Thiện nghĩ là mấy mốt nó lớn lên á, rồi nó cũng lạnh lùng giống như là Thiện lạnh lùng với mẹ? Dạ đôi khi em cũng nghĩ chị. Nhưng mà do cái đầu em nó làm sao á, em không có suy nghĩ được. Tại vì cái mối mâu thuẫn của em với mẹ em nó quá lớn. Như anh Thiện thương mẹ lắm. Lúc mà mẹ bị té, cột sống có vấn đề, người đầu tiên là anh Thiện khóc đó. Là người đầu tiên khóc, nhưng vẫn thương, nhưng mà không biết làm sao á. Chị hiểu. Dạ. Chị thì chị nghĩ vậy nè Thiện. Chị biết chắc luôn á, mẹ em rất là buồn. Nhiều khi buồn mà bà không nói ra. Không, tại vì công việc bà quá nhiều. Nếu mà đúng hình dung là cứ sáng 5 giờ thức rồi 11 giờ mới ngủ thì đúng là không còn thời gian cho bản thân mình để gặp nhấm cái nỗi buồn. Và rất may mắn là bên cạnh đó là có vợ của em. Thì gần như là vợ của em á chàn cho em những cái chuyện mà theo lẽ em phải làm cho mẹ. Chị thì năm nay chị cũng 50. Yeah. Chị thua mẹ em 10 tuổi. Nhưng mà nói thiệt với em là sức khỏe chị cũng đuối lắm. Giờ chị ngồi vậy đó mà lâu lâu chị bị chóng mặt mà chị gần như không thấy đường. Thì chị nghĩ rằng là mẹ của em sẽ còn mệt hơn chị rất là nhiều. Chị nghĩ vậy nè Thiện. Ví dụ như mình ở ngoài mình đấu đá đâu với người ngoài á, tới đâu mình tới đó, coi như là tới cùng thì thôi. Nhưng mà riêng với những người thân của mình, nhất là mẹ, cha và vợ con mình á, thì mình chấp nhận phần thua đi, mà không có mất cái gì hết trơn á.
chị thì chị nghĩ như vậy. Thì chị nói em là ví dụ như ngày hôm nay nếu mẹ có xem chương trình thì mẹ sẽ hiểu lý do gì mà tại sao Thiện như vậy. Đó thì chị cũng nghĩ rằng á, là nhân cái cơ hội này á, Thiện hãy nói một cái điều gì đó với mẹ. Có thể trước mặt mẹ thì em sẽ khó nói đó. Bây giờ em cứ coi như là trước mặt mẹ em á, là mẹ đi. Em muốn nói một cái điều gì đó với mẹ để cho mẹ và em hiểu nhau hơn. Chứ còn để mà giữa em với mẹ mà ngồi mất một cái khoảng thời gian dài như vậy mà nói chuyện là chị nghĩ không nói nổi. Tại vì khắc khẩu đó. Thì em nói đi, em nói cho mẹ hiểu đi. Thì qua chương trình này thì con cũng mong mà mẹ nghỉ ngơi, mẹ đi du lịch, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn là công việc. Rồi con cũng muốn xin lỗi mẹ. Trong thời gian qua thì không có nói đi. Chị đảm bảo một bà mẹ mà nhìn gì là không chịu nổi nè. Chị muốn chết rồi nè. Em nói đi. Em nói bằng cái tình cảm thật của mình đi. Thì con thật sự thì thương mẹ rất nhiều, nhưng mà con không thể nói được. Cũng xin thay mặt chương trình là xin gửi lời với lại bác gái. Bản thân tôi cũng có cả con trai và con gái, cho nên tôi hiểu được là cái suy nghĩ của con trai mình như thế nào và con gái mình ra làm sao. Thì mong rằng á, nếu bác gái coi chương trình, bác gái sẽ thấy được rằng hai vợ chồng của Thiện thương bác gái vô cùng, thương lắm. Nhưng mà hai mẹ con á, vì có những cái khoảng cách mà nó không đáng để xảy ra, cho nên Thiện không thể nói được hết những cái lời với bác gái. Và Vân tin rằng á, tình cảm của bác gái dành cho Thiện cũng giống y như vậy. Thì thông qua chương trình này á, ekip và tất cả quý vị khán giả đều rất mong là bác gái và Thiện, hai mẹ con sẽ hàn gắn lại và sẽ có một cái đại gia đình rất là hạnh phúc và hiểu nhau. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn hai em.